Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Mình là Xuyên Nguyễn đây nha anh em. Thì hiện tại thì mới cập nhật cái tool iPad iCloud đời cao từ Xr tới 13 Pro Max nha anh em. Thì giá nó cũng đã hạ nhiệt. Thì cái tool này thì nó chạy trên Macos nha anh em. Thì anh em có thể cài máy ảo hoặc là cài hacking tốt. Anh em nào có Mac chính hãng thì càng tốt nha anh em. Thì giá nó cũng đã hạ nhiệt rồi, anh em có thể truy cập vào website của mình để tham khảo giá nha anh em. Thì trên Xuyên thì có tool iRemoval, còn trên Mac thì có cái tool SMD này. Cái tool này thì nó giảm khá nhiều cho anh em rồi. Còn cái tool trên Xuyên là nó vẫn giá y như cũ nha anh em. Đó, anh em có thể vào đây tham khảo ra là cái giá trên Xuyên này iRemoval. Còn cái giá trên Mac nó giảm, mình thấy nó giảm tầm 3-4 trăm vậy anh em, tùy model máy. Đây thì cái tool đây nha anh em, SMD iPad hỗ trợ trên macOS. Anh em cũng tương tự chết nó support hay không support thì cũng như tool trên Xuyên nha anh em. Anh em cứ tải về cài đặt. Thì cái link thì mình sẽ để ở dưới cái video nha anh em. Rồi cách order thì anh em tải cái tool về, kém máy vô chết nó báo support. Thì cái đây ở nó hỗ trợ luôn iPad nè anh em, iPad cùng đời. Nói chung là anh em tra iPad mà anh em trong cái danh sách đây thì hỗ trợ luôn. Đó là tiền để order nha anh em. Thì những anh em cửa hàng thì chắc cực chính là biết rồi. Còn đây là cái bảng giá iPhone thì anh em kéo xuống phía dưới chút thì nó có cái bảng giá iPhone này, ở đây có XR này, nó hỗ trợ tới 13 Pro Max nha anh em. Còn 14 đây thì cái tool nó không hỗ trợ. Đây là giá tiền ở trên Xuyên. Đó. Thì XR ở cái tool bên Xuyên thì nó là 2250, ở đây nó giảm còn 1822 này, gần 400.000 nha anh em. Đó, tương tự như iPhone 11 hay là iPhone 13 Pro Max thì nó giảm là khá nhiều đó, giảm tầm 400.000 nữa nè. Rồi, nếu anh em mà order thì cứ chat tool xem rồi quên series qua cho em. Rồi em sẽ hỗ trợ order. Thì tool order thì chắc sáng order thì chiều chạy được. Còn nếu anh em mà order buổi chiều thì chắc phải sang ngày hôm sau nha. Anh em lưu ý cái vấn đề đó. Thì trung bình thì một ngày thì cái tool nó chạy được, nên anh em không lo vấn đề gì cả. Một khi để chat tool ok rồi á thì chúng ta có thể hoàn toàn chạy được. Nếu mà nó lỗi về vấn đề bên tool thì bên em sẽ hỗ trợ hoàn lại tiền, không thiếu 1.000 nào nha anh em. Rồi nếu anh em thấy hay thì hãy like, subscribe, đăng ký kênh của mình để theo dõi những video mới nhất của mình nha. Rồi tạm biệt tất cả các anh em.